Hiện nay, các loại ván gỗ công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất đồ gỗ nội thất với những ưu điểm về giá thành, tính thẩm mỹ và độ bền cao. Vì vậy mà ngày càng xuất hiện nhiều tại các đơn vị chuyên thiết kế thi công nội thất gỗ công nghiệp. Trong video hôm nay, hãy cùng CNC Đông Phương giới thiệu về dòng máy CNC cắt gỗ công nghiệp sử dụng phổ biến tại các đơn vị thiết kế thi công nội thất nhé. Với chức năng chính chuyên cắt, đánh chỉ, khoan cam các chi tiết của các sản phẩm đồ gỗ nội thất, máy CNC 1325 một đầu Đông Phương giúp tự động hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Máy có thể gia công đa dạng các loại vật liệu như alu, mica, formex, ván phủ melamine với độ dày từ 15 đến 36mm. Những chi tiết tạo ra từ máy vô cùng chính xác, sắc nét và mịn đẹp. Đặc biệt, tốc độ nhanh là ưu điểm vượt trội nhất của dòng máy này. Máy có hành trình gia công đủ trên các loại vật liệu ván gỗ công nghiệp của tiêu chuẩn 1m22 x 2m44, động cơ Spinder công suất 3.2, 4.5, 5.5 kW tùy chỉnh. Tùy thuộc vào quy mô, yêu cầu và bước 4 đầu tư, chúng tôi sẽ đưa ra phương pháp tư vấn hiệu quả và phù hợp nhất. Phần hệ thống cơ khí chắc chắn, khung cơ khí sử dụng bằng thép đúc nhập khẩu, thay cơ khí chính xác bằng máy thay CNC hiện đại tại nhà máy, tạo độ cứng vững, ổn định cao. Toàn bộ hệ thống dẫn hướng sử dụng 3 trục, dây trượt, con trượt, vít me nhập khẩu thương hiệu TV Đài Loan, giúp máy vận hành trơn tru. Các điều khiển chuyên dụng NC Studio V5 giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp quý khách hàng giảm khó khăn trong thời gian đầu tiếp xúc với công nghệ. Không chỉ được nhiều đơn vị thiết kế thi công nội thất tin dùng, rất nhiều doanh nghiệp chế biến, sản xuất đồ gỗ xuất khẩu đầu tư đồng bộ từ 5 đến 17 chiếc máy CNC cắt gỗ 2D 1325 một đầu tại CNC Đông Phương. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp máy CNC, cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, luôn chú trọng đặt dịch vụ khách hàng lên hàng đầu, CNC Đông Phương là sự lựa chọn hoàn hảo. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng, đối tác những sản phẩm chất lượng, đảm bảo hoạt động ổn định với mức giá thành hợp lý. Quy trình chuyển giao công nghệ chuyên nghiệp, hiệu quả. Công ty hướng dẫn cách lập trình file mẫu và vận hành máy hoàn toàn miễn phí, không giới hạn thời gian và số lượng người tham gia. Trong thời gian này, công ty nghiên cứu loại dao cắt phù hợp, hỗ trợ lập trình file, đảm bảo tiết kiệm phôi và hiệu quả cho quý khách hàng. Chế độ bảo hành lâu dài, uy tín. CNC Đông Phương là một đơn vị cung cấp máy CNC ngành gỗ uy tín, nổi tiếng nhất hiện nay trên thị trường bởi chế độ bảo hành rất được lòng khách hàng. Cơ chế bảo hành 3 năm phần cơ khí, 1 năm phần điện. Mọi linh kiện lỗi đều được thay mới chính hãng, không sửa chữa. Tiến độ bảo hành nhanh chóng, chính xác, chậm nhất trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo của quý khách hàng. Quý khách hàng đang có nhu cầu tham khảo và cần tư vấn dòng máy cắt CNC phù hợp, vui lòng liên hệ đến phụ trách kinh doanh theo số hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.